Hôm nay chúng ta sẽ học bài về phép toán trừ với một số âm. Trong phép tính trừ với một số âm, ta có thể biến nó thành một phép cộng. Lý do là vì trong bài toán 9 trừ cho âm 5, ta đi tìm số nhỏ hơn 9, khoảng 5 đơn vị. Tức là bài toán yêu cầu ta đi tìm số lớn hơn 9, một khoảng 5 đơn vị. Do đó, phép tính 9 trừ cho âm 5 được biến đổi thành 9 cộng 5. Bước thứ hai, ta thực hiện phép tính cộng bình thường là 9 cộng 5. Bước cuối cùng là thực hiện bước ghi kết quả cuối cùng. Sau đây là câu hỏi luyện tập của bài học ngày hôm nay. Các em hãy thực hiện giải những phép tính sau đây. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại, rồi sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi mới hiện ra, rồi khoanh tròn vào câu của mình vừa giải. Câu số 1, 6, trừ cho âm 2. Câu số 2, 0, trừ cho âm 10. Bây giờ chúng ta so sánh kết quả với nhau nhé. Câu số 1, 6, trừ cho âm 2. Ta biến đổi thành 6 cộng 2, kết quả được là 8. Câu số 2, 0 trừ cho âm 10, ta biến đổi thành 0 cộng 10, kết quả cuối cùng là 10. Các em nào làm đúng cả hai câu không nào? Cuối cùng là phần tổng kết của bài học ngày hôm nay. Trong phép tính trừ với một số âm, ta có thể biến nó thành một phép toán cộng. Lý do là vì trong bài toán 8 trừ cho âm 7, ta đi tìm một số nhỏ hơn 8, khoảng cỡ âm 7 đơn vị. Tức là bài toán yêu cầu chúng ta đi tìm một số lớn hơn 8, khoảng 7 đơn vị. Do đó phép tính 8 trừ đi âm 7 được biến đổi thành 8 cộng 7. Bước 2, ta thực hiện phép tính cộng bình thường. Bước cuối cùng là bước ghi kết quả. Bài học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Giáo án do sinh viên khoa toán học thực hiện.